hai phải. Sông Vĩ nước lên to, một nhà giàu không may có người chết đuối, có kẻ vớt được xác. Người nhà giàu xin chuộc, kẻ ấy đòi nhiều tiền. Người nhà giàu đem câu chuyện thưa với Đặng Tích. Đặng Tích bảo, cứ để yên, nó còn bán được cái xác cho ai được mà sợ. Kẻ vớt được xác thấy nhà kia không hỏi nữa, lấy làm lo, cũng đem câu chuyện thưa với Đặng Tích. Đặng Tích bảo, cứ để yên, nó còn mua cái xác ấy của ai được mà sợ.